Hello anh em nhé, chào mừng anh em lại quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam mình. Đó, lần đầu tiên thì cho cửa hàng xe máy Phương Nam xin được gửi lời chào, lời chúc đó đến tất cả cô chú chú bác anh chị em gần xa nhé. Đó thì hôm nay mình lên kênh Bờm Xe Máy đó lên giới thiệu cho anh em các dòng xe bên cửa hàng xe máy Phương Nam cho anh em mình tham khảo anh em nhé. Đó, trước khi vào phần giới thiệu xe thì mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng cho anh em mình tham khảo anh em này. Đó, địa chỉ cửa hàng mình thì nằm ở số 14 đường Phủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh em. Đó, cửa hàng mình thì có xài hai số điện thoại, mình có để trên phần mô tả sẵn cho anh em mình nhá. Đó, cửa hàng mình thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe luôn. Đó, có hỗ trợ anh em trả góp qua ngân hàng và qua cửa hàng đầy đủ cả anh em nhá. Qua ngân hàng anh em chỉ cần chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu là có thể góp xe bên mình được rồi. Đó, cửa hàng mình thì có rất là nhiều các dòng xe anh em nhá. Đó đây anh em, cái đường thẳng đi xuống dưới đây là đường đi xuống dưới ngã tư Bình Chuẩn. Đó, quay ngược lên đây là anh em đi hướng xuống Mỹ Phước Tân Vạn anh em. Đó, ngã tư Hòa Lân quốc lộ 13 đi xịt vào đây. Đó, anh em thấy cái tòa nhà Gia Bảo không? Đó, cầm đồ đấy là anh em đi xịt vào đây là thấy nha anh em nhá. Đó đây, cửa hàng mình đây. Mình hai cửa hàng anh em nhá. Cửa hàng bên kia có một cửa hàng và bên đây có một cửa hàng luôn. Đó, cửa hàng mình thì chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng xe luôn anh em nhá. Có hỗ trợ anh em trả góp đầy đủ qua ngân hàng và qua cửa hàng. Đó, qua ngân hàng anh em chỉ cần chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để có thể góp xe bên mình được rồi. Đó, đợt này thì cửa hàng mình về rất là nhiều các dòng xe. Đang trong đợt chương trình cửa hàng mình có được chương trình giảm giá khuyến mãi. Nên anh em cần mua bán xe gì thì nhanh tay liên hệ cho cửa hàng mình anh em nhá. Đó, rất là nhiều luôn này anh em này. Đó. Exciter này anh em, trước đầu tiên Exciter này. Anh em nào muốn xem chi tiết xe, muốn nghe tiếng nổ máy thì anh em cứ chụp ảnh màn hình con xe đó lại xong gửi qua số Zalo nhá. Sẽ có nhân viên báo giá khó video, hình ảnh làm nổ chi tiết cho anh em từng con một cho anh em mình tham khảo nhá. Một chiếc Exciter đó 135 phân khối anh em nhá. Đó, 2012 nha anh em. Đó, hiện tại đăng ký biển số 77 Bình Định anh em nhá. Đó, giá hiện tại mình đang bán con xe này có 16 triệu thôi anh em. Đó. Còn bên cạnh này, máy móc zin nguyên con nhá. Đó. Dàn áo zin luôn. 2014. Đó, giá bán cho anh em chỉ còn có 20 triệu thôi này. Đó. 24 giảm 4 còn 20. Rồi 150 anh em này. Đó, 150 giờ chỉ còn có 16 triệu anh em nhá. Đó, vô cho anh em một cặp liền 8 cây này. Đó, một cặp liền 8 cây anh em nhá. Đó. 16 triệu. Exciter 135cc này anh em. Đó, xuống một cho anh em một bộ dàn áo 2010 anh em nhá. 2010. Có vô thêm cho anh em một cặp mâm này. Đó. Một cặp mâm 245 cây. Đó, cặp mâm 5 cây. Lên cho anh em một bộ chế bông mai sẵn nhá. Đó. Giá anh để anh em con này chỉ còn có 23 triệu thôi nhá. Hồi xưa hết anh em. Đó, liền lá thắng đĩa nhá. Máy móc bao zin luôn. Đó, cặp liền này. Đó, RC nhá anh em. Để anh em giá con xe này chỉ có 8 triệu đồng. À quên, xin lỗi anh em, 11 triệu đồng anh em nhá. 11 triệu đồng. Sirius này anh em. Đó, Sirius. Liền lá thắng đĩa RC luôn nha anh em nhá. Đó. Con này hiện tại đăng ký biển Bình Dương nha anh em. 61. Đó, xe nói chung là mua về chỉ việc chạy thôi, đi đám, đi tiệc, đi bay, đi nhảy. Đó. Đi tiệc, đi cỗ, đi bàn. Đó, giá chỉ để cho anh em con xe này chỉ có 8 triệu đồng anh em nhá. Su anh em này. Su Viva. Đó, xe của Nhật nhá. Liền tâm thắng đùm. Đó, dàn áo đang còn liền đẹp, không có đổ vỡ bể vỡ gì đâu nha anh em. Máy móc thì cực kỳ là thì thầm luôn. Đó, coi đèn đề xi nhan, mọi chức năng đều hoạt động full hết, không thiếu thứ gì. Đó, giá để cho anh em con xe này chỉ có 10 triệu đồng anh em nhá. 10 triệu. Giảm rồi còn 10 triệu anh em nhá. Đó, bữa mình có đăng là 12 mà hôm nay mình giảm rồi còn có 10 triệu thôi. Một chiếc Atina này anh em. Đó, Atina phiên bản này, phiên bản đời đầu anh em nhá. Đó, đăng ký lại 2016 rồi. Hiện tại con xe này đang được đăng ký biển thành phố nha anh em. Coi đèn đề xi nhan hoạt động không thiếu như gì hết. Đó. Con xe này thì để cho anh em với giá là chỉ có 4 triệu thôi anh em này. Đó, 4 triệu. Phu chờ này anh em. Đó. Phu chờ FI nhá. Đó, phu chờ FI. Đèn LED này. Đó, người ta gọi là phu chờ LED anh em. Đó, phu chờ LED, đèn cực kỳ sáng luôn. Liền mâm nha anh em. Đó, liền mâm. Coi đèn đề xi nhan hoạt động không thiếu gì hết. Con này để cho anh em giá hơn 20 anh em. Đó. Tại vì mới về chính xác giá thì mình không biết, anh em nào ưng thì nhắn tin qua số Zalo giúp mình nhá. Đó, bên đây cũng còn rất là nhiều các này, các loại dòng luôn anh em này. MSX xe của Honda này anh em. Đó. Hệ thống đèn LED 2 tầng nhá. FI xăng phô điện tử nha anh em. Đó, đèn LED 2 tầng FI xăng phô điện tử. Đó. Con này thì đăng ký biển số 84 là ở Trà Vinh nha anh em. 84 là ở Trà Vinh đây anh em này. 84M1 đó, 07073. Đó, để cho anh em giá con này giảm rồi còn có 29 triệu thôi anh em. Kimco này anh em này. Kimco 50 phân khối em nhá. Đó. Đăng ký biển Đắk Nông đây, 48. Còi đèn đề xi nhan hoạt động tốt hết nhá, liền lá thắng đĩa này. Máy móc thì bao zin bao êm. Đó, đăng ký 2017. Giá hiện tại con xe mình đang bán là 13 giảm 2 còn có 11 triệu thôi anh em nhá.
11 triệu đồng. Rồi tiếp theo này, Hoi Vida. Đó, Hoi Vida Win dọn kiểu dáng cà phê nha anh em. Đó, 110 phân khối, nó Indonesia nhá, Indonesia. Đó, giá để cho anh em con xe này chỉ có 7 triệu đồng anh em nhá, 7 triệu. Rồi Win nữa này anh em. Đó, Win dọn lên Win nguyên bản nha anh em. Đó, chỉ có thay đầu đèn Indo hồi xưa về cho anh em này. Đó, 20 con này 2006 nhá, hiện tại đang đăng ký biển số Bình Dương nha anh em nhá. Đó, giá hiện tại con xe này mình đang bán chỉ có 7 triệu đồng thôi nha anh em, 7 triệu đồng. Một cặp 67 anh em này. Đó, một cặp 67 nhá. Đó. Con này thì đăng ký biển 81 Gia Lai này anh em. Đây, giá để anh em có 9 triệu thôi này. Đó. Lắp số bắp có vô thêm cho em một cái đầu đạn hạt nhân này. Đó, anh em nhìn đó, đầu đạn hạt nhân nhá, lắp số bắp. Rồi con bên cạnh đây 67S50 nữa này anh em này. Đó, có vô thêm cho anh em một đầu đèn CD này, một bình xăng CD nữa này. Đó, CL đấy anh em. Máy móc thì nói chung là vô vẫn đang còn đầu lòng 70 anh em nhá. Đó. Giá để anh em con xe này chỉ còn có 21 giảm 3 còn 19 triệu anh em nhá. Đó, còn rất là nhiều anh em, bên trong còn có nữa này. Vision đủ các loại mẫu thể thao, xe ga, xe số đều có hết anh em nhá. Đó. Anh em nào mua bán xe gì ưng muốn xem chi tiết xe, anh em chỉ cần chụp ảnh màn hình lại xong gửi qua số Zalo nhá anh em nhá. Vision anh em. 2013. Đó, đăng ký biển Đồng Nai anh em nhá, 60. Coi đèn đề xi nhan, không thiếu cái gì, mua về chỉ việc chạy đi nhá. Nói chung là dàn áo thì có đi theo thời gian thì nó không thể làm mới keng spang được anh em ạ. Đó. Giá để cho anh em cực kỳ rẻ thôi, 13 triệu anh em nhá, 13 cũ. Bentley. Thương hiệu xe của Ý anh em này. Đó. Thương hiệu xe của Ý nhá, 175 phân khối này. Đó, được sơn một màu vàng đồng rất là đẹp luôn nha anh em nhá. Đó, con này hiện tại thì đang được đăng ký biển số 61 Bình Dương nha anh em nhá, 61 Bình Dương, 175 anh em vẫn xài bằng A1 bình thường nhá. Đó, giá hiện tại xe này mình đang để cho anh em với giá là 27 giảm 3 còn 24 triệu này. Đó, 24 triệu đồng. Ở đây mình có một chiếc Bentley 302 nữa anh em. Đó, Bentley 302 nhá, phiên bản màu xanh Hurricane rất là đẹp luôn. Đó, anh em nào tầm tài chính ít mà có muốn sở hữu cho mình một chiếc xe tiếng máy kêu như Z1000 này anh em. Đó, hai máy nhá, hai đĩa trước một đĩa sau, hải quan chính ngạch luôn, đăng ký ủy quyền với tên mình, máy móc thì khỏi cần chê đâu nhá. Thì mình đang giảm cho anh em là 60 giảm 3 còn 57 triệu thôi anh em ạ, 57 triệu đồng nhá. Một chiếc SHI này anh em này. Đó, SHI nhá. Đó, con này thì hiện tại được đăng ký 2007. 2007 thì có FI sắc phu điện tử luôn rồi ạ. Phiên bản này là 150 anh em nhá, đường lá thắng đĩa màu trắng, xe rất là đẹp luôn. Đó, cái này thì két nước của SHI thì nó nằm ở trên đầu mặt, trên đầu này anh em này. Đó, hiện tại đăng ký biển số Bình Phước anh em nhá, 93. Giá hiện tại mình đang bán là 59, hôm nay mình giảm thêm cho anh em mấy triệu đây, 6 triệu đồng nữa là còn có 53 triệu anh em nhá, 53 triệu đồng. Đó, bên đây còn rất nhiều các dòng xe này anh em này, dưới đây này còn đủ các loại dòng tha hồ cho anh em mình lựa chọn luôn này. Đó, Boss City này anh em. Đó, Boss City để anh em giá chỉ có bao nhiêu ta, mình xem giá giảm này, giảm anh em chỉ còn có 22 triệu này anh em. Boss City 22 triệu. Đó, Ducati này anh em, 110 phân khối này, giảm rồi chỉ còn có 20 triệu đồng này anh em, 20 triệu đồng này. Đó, Rebel 125. Đó, đăng ký biển Hà Nội đây. 29X7-02259 này. Bao da lắp sẵn nhá. Còi đèn đề xi nhan hoạt động không thiếu được gì hết, full hết nha anh em nhá. Đó, giá hiện tại xe này mình để cho anh em với giá là chỉ có 45 triệu này. 5 triệu đồng. Rồi, kế bên cạnh anh em này. Rebel. Rồi, kế bên cạnh anh em này. Một chiếc Rebel. Đó, 150 phân khối. Đó, dòng này là dòng cổ điển anh em nhá. Có vô thêm cho anh em full đồ của Honda luôn rồi. Đó, màu xám xi măng cực kỳ là đẹp. Đó, máy móc thì mày gọi là dòng này là dòng máy đôi anh em nhá. Đó, máy đôi hai bô hai máy. Đó, còn đây hiện tại đăng ký biển thành phố nhá, 54L15939 biển thần tài luôn. Giá đang giảm con xe này giờ chỉ còn có 30 mấy triệu thôi anh em. Đó, 35 triệu, 45 triệu đồng anh em nhá, 45 triệu. Đó,
Vaha dọn cà phê này. Đó. Giá chỉ có 20 tròn anh em nhá, 20 triệu tròn này. Đó, rồi con này là con Gradito này nhá, Gradito. Giá cho anh em chỉ có con này chỉ có bao nhiêu ta? 20 mấy triệu đây nhá, 25 triệu này. Suzuki GZ này nhá. Đó, phiên bản FI xăng phun điện tử nhá. Dòng này thì bên mình rất là nhiều anh em. Đó. Dòng này nguyên bản của nó có một cặp thùng này, ghế tựa lưng này. Đó, đăng ký biển Đồng Nai anh em nhá. 60F3 27619 này. Đó, giá hiện tại để cho anh em một xe này chỉ có giảm rồi là còn có 62 triệu thôi anh em nhá. 62 triệu đồng. Rồi tiếp theo. Một chiếc Super Harley. Đó, Super Harley 175 phân khối anh em nhá. Đó, phiên bản máy V. Đó, máy V. Đó, Harley thì anh em nghe này anh em biết rồi. Đó, dòng này thì bình xăng cơ anh em nhá. Đó, có thêm cho anh em đèn cầu này, hiện tại đăng ký biển Vũng Tàu 2012. Đó, con này thì đang giảm cho anh em giá là chỉ còn có 77 giảm 5 còn 72 triệu đồng thôi nhá. Rồi tiếp theo này. Một chiếc Polix. Đó, Polix này, Polix 125 khối em nhá, phiên bản tiền ít thịt nhiều này. Đó, hệ thống đèn cầu đi cực kỳ sáng em nhá. Liềng lá thắng đĩa. Đó. Bô của bô này là bô L, bô này là bô SC nha anh em, SC. Đó, đăng ký biển 81 Gia Lai. Giá để anh em chỉ có 25 triệu thôi anh em. Đó, 25 triệu. Đó, R15 V3 này anh em, 39 triệu thôi này. Đó, 39 triệu đồng có một chiếc R15 V3 này. GSX bản R này anh em, 39 triệu này anh em. Đó. Anh em nào cần mua bán xe gì cứ alo qua số điện thoại. Đó, hoặc nhắn tin qua số Zalo giúp mình nhá. Nhân viên báo giá, đó, chụp 24/24 thì anh em cứ yên tâm. GSX bản S này, A bản R này anh em, phân khúc 150 dòng này có ông vua của tốc độ luôn cho anh em nhá. Đó, con này hiện tại giá để cho anh em chỉ có 32 xem nào. 36 giảm 2 còn 34 triệu anh em nhá, 34 triệu này. Đó, một cặp Boss City KBR hệ thống 6 số có két nước làm mát anh em, đi đường xa đường trường bao cho anh em mượt mà luôn nhá. Con này giảm rồi cho anh em chỉ còn 17 triệu đồng này anh em. Coi bên đây còn 18 triệu này anh em này. Đó. Rồi đây FZ bản S này anh em 150. Đó, đăng ký biển 94 giá để anh em chỉ có 2 bao nhiêu? 21 triệu này anh em. Đó, 21 triệu. Đây còn rất là nhiều các dòng xe này anh em. Đó, đủ các loại các dòng tha hồ lựa chọn anh em nhá. Đó, anh em cần mua bán xe gì cứ bình luận phía dưới giúp mình anh em nhá. Đó, đủ các loại các dòng xe luôn, lây gần này, 40 này, FZ 30 này. Đó, bộ lây gần 200 phân khối 40 nữa này anh em này. Đó. Rồi Bistone này, đó, giá chỉ để cho anh em 37 triệu, 37 triệu anh em. GPX Center Diamond Gentleman anh em này, đó, giá để anh em 41 triệu đồng này, 41 triệu. Bentley TLT 150, đó, phiên bản xe có ý. 16 triệu anh em nhá, 16 triệu. Honda dọn chủ giá cà phê 125 phân khối giá để cho anh em chỉ có 19 triệu. Saab SH ý, à đâu SH Đài Loan, giá để anh em 9 triệu đồng. Đó. Còn rất là nhiều luôn nha anh em nhá. Anh em cần mua bán xe gì thì cứ bình luận phía dưới cho mình hoặc alo qua số điện thoại này anh em này. 0977355248, Zalo là 0385524849 nhá. Rồi chúc anh em một ngày mới làm việc vui vẻ hiệu quả. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em. Ô tai cái bọn này.